Ha, chào anh trở lại channel mình. Phong tên gì nhỉ? Ấy Phong Chí Chí En. Và hôm nay mình sẽ sống một tuần phong không xem coi ở đây có cái bí ẩn gì mà mình thấy cũng rất là giận. Và giờ mình sẽ đồng hành cùng dân làng nào. Mình sẽ đi xin trưởng làng cho mình ở đây. Một tuần mình không biết nữa, nếu mà mình không tìm hiểu được nguyên nhân thì có thể sẽ lâu hơn. Ok. Sao không thấy anh dân làng nữa vậy? Hình như trưởng làng ở trên. Anh ơi, anh có biết trưởng làng ở đâu không anh? Không biết gì hết, mày đi đi. Em đi thôi chứ sao giờ, anh đuổi giúp em đi trưởng làng ở chợ nè. Ôi anh ơi, anh ơi, ô trưởng làng có phải ở chợ không anh? Không, người không lên tới đó vì ở đó có một tên thủ sĩ rất là đội. Người không lên tới đó, tôi nhắc là người nên đi khỏi làng này nhanh đi. Chị em mới tới đuổi em anh. Anh ngu đổ tiền xăng tới đây chơi đồ cũng nó đuổi mình vậy á, nó đang nó gửi thiệp mời mà có trong này nè. Mình sẽ phỏng vấn ông mới được kiểu này à. Chết, ông tự nhốt mình rồi, cứu ông lại lên mới được. Trời ơi, trời ơi. Người anh em ơi, không cái rương này có gì? Chắc mai chắc mai kiếm kim cương. Ủa, kim cương cái có này ghi gì coi. Ê, đây là một ngôi làng rất là khác biệt đối với các ngôi làng khác. Nơi đây có bí mật của dân làng và một hầm chứa quái vật, bạn phải thoát khỏi đây trước khi quá muộn. Ôi không, tôi phải đi đây. Hình như đầu này là đầu của người Jack nè, Jack Mai nè. Ôi, trên này có gì? Ôi, đây là công thức để tạo ra con bóp ba đầu mà. Sao dân làng này nó có cái này? Phải một hai còn thiếu một cái đầu nữa là nó xuất hiện rồi. Chết rồi, chết rồi. Mình mới tới đây người ta cũng tặng mình cái đầu nè. Đây là đồ hiếm á. Chết rồi. Ông muốn lấy được cái này của mình để tạo ra. Ôi chết rồi, phải chạy nhanh lên thôi. Ôi. Ôi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi. Nhà của Jack Mai, nhà của các ông giết cái này nè bạn ơi. Các bạn, ôi Jack Mai đúng rồi, nhà của ổng nè. Ổng chết rồi. Ồ, nhà ổng xịn vãi. Giáp kim cương lấy. Ê, mày lấy ngon. Ê, không phải chạy lấy ngon lấy. Trời, mới tới được nguyên bộ giáp kim cương, cái này đem về bán được nhiều tiền lắm đây. Eesh. Nhà này không hề mất vào luôn mấy bạn ơi, có hột cá rồi. Ngủ ôi. Không dùng do nữa, mình phải đi liền thôi. Không, mình phải, mình nãy mình đâu thấy trưởng làng đâu, cho nên là chắc không có gì đâu. Để mình hỏi anh ơi,
Tại sao cái nhà đó là của Jack Ma mà anh nói đâu rồi vậy ạ? Dạ ông, anh ta đã bỏ, anh ta đã rời khỏi đây rất lâu rồi. Nếu cậu thích thì nhà đó sẽ là của cậu. Vậy là em được ở nhà đó hả anh? Đúng rồi. Em xin phép ạ. Xin phép mày. Trưởng làng đâu giờ mấy anh? Đừng gấp với ông ta là một phù thủy ác độc. Nếu cậu phải trốn trong nhà, cậu được ra ngoài buổi sáng nhưng không được vô về nhà ra ngoài buổi tối. Nếu không, ông sẽ bắt được cậu đấy. Dạ, cảm ơn lời khuyên nhủ của anh. Dạ, em đi cắp đồ của mấy anh đây. Mấy anh có gì không? Nghe kiểm soát vậy. Thôi. Dạ. Có việc gì cho em làm không anh? Có đó, rồi thu hoạch cây cối dần chúng tôi đi. Em làm xong rồi mấy anh cho em thức ăn đúng không anh? Còn lại cho chị, chúng tôi sẽ phong cậu làm chủ ma ở lộn à, chúng tôi sẽ phụ hộ ảnh cho cái cậu. Dạ, cảm ơn anh. Đây, chỗ khác. Đây, đây là tay nghề của mình. Làm việc siêng năng cần cù. Đây là gì ta? Nhà nông hội nhập. Đúng rồi, mình đã đi thi nhà nông hội nhập. Và mình đã học được bí kíp thu hoạch. Mình sẽ thu hoạch hết của mấy ông. Để ông cho mình gì? Mà mình thu hoạch mình có thức ăn mà. Ông cho mình gì? Ông bắt mình chia đôi sao? Ngu ơi. Mình cũng không tin cái vụ mà quá giật gì đâu. Ui sợ nhiều quá vậy. Thu hoạch hết mới được. Shit. Rồi xong. Tiếp nào. Lúa nè. Mình sẽ trong mấy ngày này mình sẽ thu hoạch cừu. Là như biết bao người khác. Chứ mình không có chạy khỏi đây như cái lời ông Trách Mai nói đâu. Nhà nói giàu thì cho mình quyên hộ giáp kim cương. Đây là tay nghề của mình. Đó, quá dữ. Đàn ông quá đỉnh. Có gì? Quá kinh. Mình sẽ trồng lại cho mấy ông. Ai mệt quá đúng là cực khổ thiệt. Ôi mới đột số nó mọc lên rồi kìa. Không, mình nhớ nó là ông. Đúng rồi, ông phù thủy đang cần cái này, mình phải giấu nó mới được. Mình không được giấu trong nhà, mình sẽ giấu trong rương này. Giờ mình đi khám phá đây đây. Ôi. Anh ơi, ở đây có chỗ nào vui vui không? Em đi với. Em chỉ cho em đi em. Cậu có thể đi bất cứ đâu nhưng không được đi ngôi nhà ở dưới suối. Không được vô cánh cửa đó, được không? Dạ, chỉ có trò chơi em vui, em sẽ không vô đó đâu. Em sẽ vô đó được. Ngay bờ suối ở đây đúng không? Có cái nhà nữa. Cánh cửa đó mấy bạn ơi.
chẳng có cái gì mới được. Ôi quá giật nhiều lắm mấy bạn ơi, thôi mình sợ quá à. Chẳng còn sâu nữa, hình như đây là một lời mà ông đã nói nên một ngôi làng khác biệt đối với dân làng đen. Hầm chú quái vật là đây rồi, còn bí mật của dân làng đó là tạo ra cái con xương ba đầu đó. Rồi mình đã hiểu, mình sẽ ngăn cản ông không làm được vậy. Mình trước tiên phải lo cho cái bụng, chờ đánh tránh bữa ăn. Ok, đây là cách gặt lúa của nhà vô địch bán quân của nhà nông hội nhập à, mà đây là tên chương trình mà. Ui hết hồn, mình phải về gặt zombie nó ra nó cắn chết. Em nói gì đâu, em mới về mà chắc mà em lên lút như con mèo đó mà. Xây vô nhà đi, ở đây có zombie đó. Nhà ơi chả có cái gì hết, mình ngủ đây. Rồi chưa được, mình phải làm cái gì đó ra hồn. Nhiều thức ăn quá, mình ăn quá được. Ok, cất đồ vô tủ, rương Ender luôn, quá là trưởng. Khoai tây độc, ôi trời, có khoai tây độc luôn. Mình là một nhà nông rất chăm chỉ. Ok, mấy ông kêu mình không được ra ngoài buổi tối, mình không được ra ngoài. Ra ngoài nhưng ngồi cũng chán, phải tò mò ra ngoài mới được. Mình không kiếm mà được gì đâu. Thôi nhìn ngoài này tối sợ quá mẹ ơi, không đang truy lùng mình mà, phải bảo vệ cái rương mới được. Okay, mình ngồi giường mình đọc nốt cái này coi. Đây là một món lại rất khác biệt. À quên quên, ghi nhật ký của hành trình. Mình phải ghi nhật ký mới được. Tôi đã đến ngôi làng và không phải đã nữa và tìm thấy một cuốn sách của Jack Mai, nó nói đây là ngôi làng bí ẩn. Tôi đã thấy một hầm, chứa khoai vật và bí
Ông trưởng làng ngày một xong. Ok, nhật ký đi, đây là nhật ký, nhật ký nhật ký. Ok, đây là cuốn sách của mình. Mình sẽ để nó vô rương. Cuốn sách của Jack Mai mình cũng để vô rương. Ok. Sao nữa đây? Ok, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và một subscribe. Nếu video này đủ 15 người like thì mình sẽ làm thêm ngày thứ hai của cuộc hành trình tìm kiếm bí ẩn của ngôi làng này. Đây là một ngôi làng rất là bí, và đừng đừng quên bật đừng quên subscribe và nhớ bấm nút bấm cái chuông kế bên chữ subscribe để là người đầu tiên theo dõi clip mới của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok, tạm biệt các bạn.